Hai, sự thật không thể chối cãi là rõ ràng khi nói đến khám phá không gian. Một, chúng tôi đang đưa con người lên sao Hỏa, cho dù đó là thập kỷ này hay vào những năm 2040, điều đó sẽ xảy ra. Hai, những người tiên phong dũng cảm của con người sẽ phải ở trên sao Hỏa lâu hơn thời gian để đến được đó. Tại sao thực tế thứ hai này thậm chí còn quan trọng hơn thực tế đầu tiên? Để bắt đầu, cả trái đất và sao Hỏa đều phải ở đúng vị trí để có thể phóng từ trái đất và đến sao Hỏa trong vòng 6 tháng. Đây là nơi mà nó trở nên khó khăn vì sự liên kết đó chỉ xảy ra 2 năm một lần trên trái đất. Do đó, tại sao chúng ta không phóng những con robot đắt tiền ưa thích của mình lên sao Hỏa chỉ theo ý thích, cộng với việc đưa con người lên sao Hỏa thì rủi ro và tốn kém hơn rất nhiều. Bây giờ, vì sự liên kết này chỉ xảy ra 2 năm một lần, điều này có nghĩa là khi các phi hành gia lên sao Hỏa, họ sẽ phải đợi 2 năm trước khi có thể trở về nhà. Vì vậy, tính ra mỗi cách 6 tháng, tức là 3 năm cách xa trái đất và 2 năm trong số đó nằm trên bề mặt của một hành tinh khắc nghiệt ngoài liên tục bị bức xạ vũ trụ nổ tung. Sự sống còn là điều quan trọng hàng đầu vì chúng tôi sẽ không thể cử một nhóm phản ứng nhanh khi chúng tôi muốn. Sự sống còn này sẽ phụ thuộc vào việc có các công cụ và thiết bị phù hợp để đảm bảo tối đa quản lý rủi ro. Khía cạnh quan trọng nhất của sự sống còn của phi hành đoàn sẽ là năng lượng. Và trong khi NASA hiện đang xem xét việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho sứ mệnh mặt trăng và sao Hỏa trong tương lai, một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Frontier in Astronomy and Space Sciences so sánh các lựa chọn năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời cho 6 người đã mở rộng sứ mệnh lên sao Hỏa. Liên quan đến thời gian ở lại bề mặt hành tinh trong 480 ngày trước khi quay trở lại trái đất, nghiên cứu phát hiện ra rằng đối với các vị trí định cư trên gần một nửa bề mặt sao Hỏa, năng lượng mặt trời có thể so sánh hoặc tốt hơn so với hạt nhân. Xét về trọng lượng của các tấm pin mặt trời và hiệu quả của chúng, nếu một số năng lượng ban ngày được sử dụng để sản xuất khí hydro để sử dụng trong pin nhiên liệu cung cấp năng lượng cho thuộc địa vào ban đêm hoặc trong các trận bão cát, việc tạo ra năng lượng quang điện cùng với các cấu hình lưu trữ năng lượng nhất định trong hydro phân tử hoạt động tốt hơn các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân trên 50% bề mặt hành tinh, chủ yếu trong các khu vực xung quanh dải xích đạo. Điều này trái ngược hẳn với những gì đã được đề xuất lặp đi lặp lại trong nghiên cứu sinh Aaron Berliner, một trong hai tác giả đầu tiên của bài báo cho biết nó sẽ là năng lượng hạt nhân. Nghiên cứu đưa ra một cái nhìn mới về sự xâm chiếm của sao Hỏa và cung cấp bản đồ lộ trình để quyết định những công nghệ nào khác sẽ triển khai khi lập kế hoạch cho các sứ mệnh có người lái đến các hành tinh hoặc mặt trăng khác. Đưa con người lên sao Hỏa là một nỗ lực đầy rủi ro và có các công cụ và thiết bị phù hợp theo ý của họ sẽ là điều quan trọng hàng đầu để đảm bảo sự sống còn của họ. Phương pháp năng lượng nào sẽ phù hợp nhất cho một sứ mệnh trên sao Hỏa có phi hành đoàn trong tương lai? Chỉ có thời gian mới trả lời được, và đây là lý do tại sao chúng ta làm khoa học. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!